Luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, Việt Nam đã chọn tôi lúc khó khăn, tôi không thể rời đi khi đang vinh quang. SEA Games 30 đã khép lại thành công, thế nhưng quần quay của thể thao Việt Nam thì vẫn chưa dừng lại. Rất nhiều những nhà vô địch của chúng ta sẽ luyện tập không nghỉ Tết để tham dự các giải đấu quốc tế diễn ra vào đầu năm 2020 và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Đoàn Văn Hậu đã không thể về nước sau chiến thắng mà phải bay thẳng sang Hà Lan trình diện đội bóng chủ quản trước khi có màn ra mắt chính thức tại cúp quốc gia Hà Lan giữa tuần qua. Còn các đồng đội của anh thì cũng chẳng khá hơn là mấy, họ chỉ có đúng hai ngày nghỉ ngơi sau khi trở về từ Sea Games. Kết thúc hai ngày ngắn ngủi đó, tất cả lại lập tức lên đường đi tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á tiếp tục cảnh xa nhà, nhưng có lẽ là nhiều cầu thủ sẽ không cảm thấy quá tủi thân bởi vì sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ xứ Kim Chi dành cho thầy Park và các học trò của mình. Không chỉ để chào đón tại sân bay, mà các buổi tập của U23 Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Hàn Quốc. Có thể nói là sự có mặt của các cầu thủ của chúng ta đã khiến cho hòn đảo Tongyeong, tỉnh Gyeongnam Nam yên bình trở nên sôi động hẳn. Tất cả là nhờ cầu nối của huấn luyện viên Park Hang Seo, người đã sinh ra tại tỉnh Gyeongnam. Nam. Hơn 2 năm trước, huấn luyện viên Park Hang-seo lặng lẽ sang Việt Nam mà chẳng mấy ai quan tâm. Tuy nhiên giờ đây thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Những kỳ tích mà ông thầy 60 tuổi này đã làm được cho bóng đá Việt Nam đã đưa ông trở thành cái tên được quan tâm nhất Hàn Quốc vào lúc này. Thậm chí là truyền thông xứ sở Kim Chi đã xếp ông vào ngũ những huyền thoại thể thao. Thầy Park cho biết, các cầu thủ đã chiến đấu như một tập thể đoàn kết. Họ thi đấu với tinh thần Việt Nam, không bỏ cuộc dù ở hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Tôi cũng xin cảm ơn những người hâm mộ Hàn Quốc đã luôn theo dõi, động viên cũng như tôi vào đội bóng của mình. Sự cổ vũ của các bạn đã có phần giúp cho đội bóng đạt được những thành công mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có được. Thực ra là tôi đã sắp xếp chuyến tập huấn này từ lâu rồi. Tôi biết là ở Seoul rất lạnh nên tôi chọn Đông Yeo, thành phố ở miền Nam có khí hậu ấm áp hơn. Tôi hy vọng là chuyến đi này sẽ giúp cho các cầu thủ hồi phục thật nhanh. Người mà thầy Park nhắc đến nhiều nhất trong mỗi lần trả lời phỏng vấn sau chiến thắng là mẹ của ông. Việc đồng ý làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ở cái tuổi không còn trẻ nữa đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo không có nhiều thời gian để có thể ở bên chăm sóc người mẹ năm nay đã 97 tuổi của mình và chuyến tập huấn lần này của U23 Việt Nam cũng chính là cơ hội quý giá để cho thầy Park có những khoảnh khắc đầy xúc động bên người phụ nữ mà ông yêu quý và kính trọng nhất. Đặc biệt, khi được hỏi về bàn hợp đồng thứ hai với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park đã chia sẻ. Đây là lần đầu tiên tôi kể về chuyện này. Tôi định là sau khi kết thúc SEA Games mới định ký hợp đồng tiếp, vì SEA Games là lần đầu tiên ngôi vô địch. Trước đó chúng tôi cũng đã vô địch ở giải đấu Suzuki Cup cấp đội tuyển, Cả U22 và cấp đội tuyển tôi đã đều lên đỉnh vinh quang ở giải đấu Đông Nam Á và tôi cũng nghĩ rằng nếu đã đạt được như vậy thì những gì tôi cần làm ở Việt Nam tôi cũng đã làm hết rồi. Bạn bè nhiều người cũng bảo tôi nên nghỉ khi đạt được đến đỉnh. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng là trong khi mà toàn thể người dân Việt Nam đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi và liệu rằng kết thúc sự nghiệp ở đây có phải là câu trả lời thích đáng hay không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Sau khi suy nghĩ, tôi nghĩ rằng phía trước còn rất nhiều cơ hội và tôi sẽ làm hết mình với năng lực của mình, với sự cố gắng của mình. Và đặc biệt là khi tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì Việt Nam đã chọn tôi. Thế nên việc tôi đạt được vinh quang rồi rời đi như vậy thật không phải là sự báo đáp chút nào. Cho dù năm sau có vấn đề gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn sẽ cố gắng để vượt qua và tôi nghĩ rằng đó là cái bổn phận nghĩa vụ của tôi.